Uh, xin chào tất cả các bạn uh, hôm nay mình uh, sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, uh, làm cho cái cột nó tự động nó co giãn theo chúng ý chúng ta muốn một cách rất là tự động uh, ví dụ mình có một cái bảng dữ liệu như thế này Đấy, bây giờ mình muốn là nhập dữ liệu vào thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động nó sẽ co giãn theo cái dữ liệu của chúng ta Đấy, ví dụ bây giờ mình nhập vào đây là giả sử như là uh, họ và tên đấy sau đó mình enter này thì các bạn để ý cái độ rộng của cột nhé các bạn xem này đó các bạn thấy chưa cột nó tự động nó sẽ giãn ra vừa với cái dữ liệu của chúng ta đó ví dụ mình nhập cái ô bên này nhé giả sử mình nhập dữ liệu nhiều hơn nhé địa chỉ này thường chú này mình enter này đó các bạn thấy chưa nó sẽ tự động nó sẽ giãn như vậy cho chúng ta còn bên này là sao nhỉ ví dụ như địa chỉ tạm trú này enter này đó các bạn thấy chưa đó rồi bên này thì sao ví dụ như là mình nhập là số điện thoại số điện thoại này enter này đó nó tự động giãn ra đấy ví dụ cột đầu tiên này mình nhập là số thứ tự số thứ tự mình viết tắt như thế này rồi mình enter này đó nó tự động nó thu nhỏ lại tùy theo cái uh, dữ liệu ở trong cái cột đó nó như thế nào mà nó sẽ uh, tự động nó giãn ra tương ứng cho chúng ta đó thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tạo được một cái bảng tính mà uh, cái độ rộng của cột nó sẽ tự động nó thay đổi uh, sau khi mà chúng ta nhập liệu đó thì chúng ta sẽ làm một cái bảng mới tinh để mình làm từng bước một cho các bạn có thể xem và các bạn theo dõi nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi những cái video mình chia sẻ trên kênh của Mr cảnh Excel các bạn nha Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái sheet mới hoàn toàn luôn mình sẽ sang một cái sheet 2 này nhá để mình làm từ đầu cho các bạn xem luôn Đầu tiên mình sẽ cần có một cái bảng như vậy thì mình sẽ bôi đen nó như thế này, đúng không ạ? Chúng ta bôi đen, sau đó chúng ta vào đây này. Đấy, chọn nào all... all border để chúng ta kẻ một cái bảng Sau đó chúng ta cần phải cho cái dòng tiêu đề nó rộng hơn Thì mình cho nó rộng ra như vậy Đó, mình bôi màu đúng không ạ? Rồi, bấm vào đây, mình chọn màu sắc Đấy, ví dụ như vậy Thế thì chúng ta có được một cái bảng như này rồi đúng không ạ? Rồi việc của chúng ta bây giờ làm thế nào để mà khi mà chúng ta nhập liệu nó co giãn tự động như thế này, đó co giãn tự động như vậy thì mình làm như sau nhé, mình hướng dẫn với cái cách thức là dễ nhất, đơn giản nhất để cho các bạn có thể xem và các bạn có thể làm được nhé. Thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn sẽ chuột phải vào tên của cái sheet đó, đó các bạn chuột phải vào cái tên của cái sheet đó. Rồi, các bạn sẽ tìm đến cái mục là View Code. Đó, các bạn chọn mục View Code nha. Rồi, nó sẽ hiện lên một cái giao diện cửa sổ lập trình VBA như thế này. Đó, rồi tiếp theo chúng ta làm gì? Tại cái mục trên này các bạn nhé, các bạn bấm vào đây. Các bạn nhìn thấy cái mũi tên này đúng không? Các bạn chọn là Worksheet cho mình. Rồi, sau khi các bạn chọn Worksheet thì nó hiện ra một cái đoạn code như thế này. Đó và cái con nháy con trỏ chuột nó đang nằm ở giữa cái private sub và end sub Đó Thì các bạn cứ để con chuột Chỏ chuột nó nằm giữa như vậy nha Sau đó các bạn sẽ viết như sau Các bạn sẽ viết là sell sell và có F nha các bạn nha Sau các bạn viết dấu Chấm sell F chấm Và các bạn sẽ viết là Entire Entire Và các bạn chọn Entire Column và vào đây rồi sau đó các bạn lại chấm tiếp và các bạn sẽ chọn đến uh, cái mục là các bạn gõ như thế này cho mình auto fit auto fit các bạn nha đó các bạn chọn nào các bạn nháy đúp chuột đó với một cái đoạn cốt đơn giản như thế này nó đơn giản như vậy đấy thì rồi chúng ta kiểm tra xem kết quả nó như thế nào thế thì mình đóng cái giao diện cái cửa sổ lập trình này lại nha, mình đóng nó bình thường các bạn nha, đóng. rồi bây giờ mình tiến hành mình nhập cho các bạn xem như thế nào để trải nghiệm nha. rồi mình để con chuột đây và mình gõ là họ, họ và tên enter này. đó các bạn thấy chưa? đấy nếu các bạn muốn tròn nó đẹp hơn các bạn chọn vào cái dòng đó và các bạn căn giữa cho nó và cho chữ nó đậm lên nha chúng ta thấy nó rõ hơn tiếp theo là gì nhỉ địa chỉ thường trú chú. rồi chúng ta enter này đó sau khi chúng ta nhập xong chúng ta chỉ việc enter thôi thì nó cái độ rộng của cột nó sẽ tự động nó giãn cho chúng ta rồi tiếp theo là bên này là địa chỉ tạm trú tạm trú enter này đó các bạn thấy chưa rồi tiếp theo bên này là gì nhỉ số điện thoại enter này đó rồi cột đầu tiên là cột số thứ tự đúng không thì mình viết là stt thôi enter này đó các bạn thấy chưa nó sẽ tự động co giãn theo cái dữ liệu ở cái cột đó cho chúng ta các bạn hình dung không giả sử bây giờ nó đang là Uh, như thế này đúng không địa chỉ thường trú như này nhưng mà khi mà chúng ta nhập ở đây địa chỉ rất là nhiều thì tự động cái dòng này nó sẽ rộng ra theo cái uh, dữ liệu dài nhất ví dụ bây giờ mình viết là uh, rồi ví dụ mình viết là uh, phường mình viết là phường Vân Dương phường Vân Dương này Nguyễn Vân Dương này, thành phố Bắc Linh, Bắc Linh, tỉnh Bắc Linh. Rồi, bây giờ mình enter các bạn xem này, enter. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ tự động nó giãn theo cái dòng dữ liệu nhiều nhất cho chúng ta. Nó, rất là hay đúng không? Đấy. Thế thì đó là cái cách mà chúng ta giãn uh, cột một cách tự động. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách là làm thế nào để cho uh, cái cái cột ở trong bảng tính của chúng ta nó co giãn một cách tự động rồi, đúng không? Rất là hay đúng không ạ? Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mình chia sẻ mới nhất ở trên kênh của Mr. Cảnh Excel. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.